Đừng động viên nha. Gì gì? Và xếp cuối là đội chủ tịch và đội anh Cường. Bên tay phải là chủ tịch chị Thắm và chị Oanh. Bên tay trái là chị Kim Anh, anh Trung và anh Cường. Theo nhận định thì đội chủ tịch mạnh hơn. Một không nghiêng về đội chủ tịch. Dứt điểm đấy. Hai không nghiêng về đội chủ tịch. Rồi xong. Ngoài luôn. Ba không nghiêng về đội chủ tịch. Chủ tịch dứt điểm hay quá. 4-0. Và chị ạ, Kim Anh giao cầu. Rồi, không qua lưới. 5-1. Nghiêng về đội chủ tịch. Em phải nói với lại mọi người biết là đang thắng như trẻ tre. Trẻ tre đó. 5-1 nghiêng về đội chủ tịch. Theo nhận định thì đúng. Đội chủ tịch rất là mạnh. Đang thắng như trẻ tre. Anh Cường, anh Trung và chị Kim Anh, cố lên, cố lên. Cố lên. Đây tua rồi. Rồi xong. Điểm nó nói xanh từ lúc này chưa quýt rồi mà. Phải không? Xe thua rồi. Xe thua rồi. Xe thua rồi. Đây nè. Rồi, hay quá anh Trung ơi. Ê, ra ngoài ạ. Rồi. Trời ơi. 28. Rồi. 38. Cố lên anh Trung ơi. Kim Anh giao cầu. Chạy, 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 chạy,
không mấy hả, không bốn hả? Một bốn nhưng về đời chủ tịch rất đẹp, rất đẹp chị ơi. Rồi hay quá anh Trường ơi. 5-1. Rồi hay quá chị ơi, thắng rồi. 4-1. 6-1 à? Rồi 7-1. Hay quá anh Trung ơi. 7-1. Rồi hay quá chị ơi. 8-1. Rồi đội anh Cường, chị Kim Anh và anh Trung đã tiến lên. Rồi 9-1. Có lên, hay quá. Tỷ số sắp cân bằng 2-9 rồi. Rồi 3-9. Chủ tịch anh cứ 4-9. Không bốn. Cố lên chị Kim Anh ơi, vươn lên lên đi. Rất đẹp. Hay quá. 1-4. Hay quá anh Trung ơi. Cố lên Trung ơi. Rồi, hay quá. 2-4. Sắp vượt lên cân bằng rồi, cố lên anh Cường ơi. Trời ơi. 5-2. Trời ơi, 3-5. Anh Cường ơi, cố lên. Yo. Anh Cường. Rất đẹp. Hay quá. Đập chấm. 4-5. Sắp cân bằng tỷ số rồi, cố lên. 4-5 rồi. Chủ tịch nhất đi. Chủ tịch. Anh Cường. Rồi. 5-5. Hay quá. Anh Cường, anh Trung và chị Kim Anh san bằng tỷ số đôi chủ tịch. Trời ơi hay quá, vươn lên rồi. 6-5. Anh Trung giao cầu. Rồi chủ tịch ơi. 7-5 rồi. Lôi ngược dòng. Rồi. Có vẻ là chủ tịch mua đất hai bên á. Chủ tịch ơi, cố lên chủ tịch ơi. Chủ tịch đuối rồi. Rồi. 9-5 rồi. Đội anh Cường đã lôi ngược dòng. Lôi ngược dòng. Rồi, hay quá. Không rồi. Còn một quả nữa thôi, cố lên. Rất điểm đấy, rất điểm. Chiến thắng được dòng. Chị tên đấy, yếu đi rồi.